Xin chào 500 anh em lại là mình đây. Trước khi xem video anh em bỏ ra 3 giây để like và đăng ký kênh nhé. Mở đầu là một anh chàng tên Tatsu đang nấu ăn một cách chuẩn men. Nhưng bà vợ thì dậy muộn thế là chạy đi làm bỏ luôn bữa ăn sáng. Đang lên kế hoạch cho hôm nay thì thấy hộp cơm chưa mà vợ còn chưa mang đi. Anh cho hộp cơm vào vali rồi đạp con ngựa chiến của mình mang hộp cơm đến cho vợ. Nhưng bị hai tên cớm chặn đường vì nhận ra anh là Jun bất tử. Anh đã chiến với 10 băng mà sống sót trở về với hình xăm con Jun trên người nên có cái tên từ đó. Có một thằng đến nhà Tatsuo với ý định bán dao đều, sau một hồi mồm mép thì anh muốn thử dao, sau một hồi cắt chém thì anh xong món hamburger, thằng bán dao ăn thử của anh mà quên luôn hôm nay định làm gì, hắn được anh khai sáng mà cải tà quy chính. Một thằng côn đồ là Masa muốn đi kiếm tiền bảo kê mà bị chủ quán đánh chỉ vì con Jun kia biến mất, không ngờ rằng người mà hắn tìm kiếm lại đi đắn đo mua cải bắp rồi còn mặc cả với bà chủ quán. Thằng Masa cứ đi theo Tatsu lải nhải nói nỗi khổ khi anh biến mất, nhưng anh chỉ bảo ra chỗ khác nói chuyện. Anh ưa thằng Masa đi một cửa hàng dạy làm khoai chiên, thì thằng Masa tức giận, hắn đến đây đợi con Jun bất tử về chứ không phải là thằng nội trợ. Hắn tức giận hất món khoai anh làm thì sau đó hắn tiếp nhận chiêu thức liên hoàn tát của anh. Trên một chiếc xe có hai thằng thuộc băng Kunimi đang muốn tìm con Jun bất tử thì bị Tatsu lao vào trong xe. Nghĩ rằng mình bị tấn công nên hai thằng băng Kunimi đuổi theo anh đến tận siêu thị. Cứ nghĩ là đánh nhau nhưng mà hai thằng được anh chỉ huy nhập vào trận chiến săn hàng giảm giá của mấy bà nội trợ. Cướp xong anh ra mắng hai đứa đứng như mannequin cướp được ba món mà toàn món anh không muốn làm anh tức giận hơn. Anh chửi hai đứa, bọn mày đâu còn là mấy tên nhóc, đây là chiến trường, nếu hiểu sao bọn mày có thể sống đến giờ. Thằng ngu tóc vàng lôi súng ra chĩa vào anh thì bị anh vật ngược lại đeo cho đôi găng tay. Anh nói mang súng thì nên đeo găng tay vào. Trong cửa hàng, Tatsu cầm một cái đĩa chị tôi muốn giết tôi lầm bầm cái quái gì đây trời. Tên chủ quán sợ hãi khi nhìn thấy anh, nhưng khi được hỏi bộ biệt đội truy bắt tội phạm, tên chủ quán cứ như gặp được đồng chí. Hắn luyên thuyên về 3 phần nhưng vẫn không quên khuyên anh chọn phần 2. Nghe vậy, anh đưa tiền lấy hàng luôn. Buổi tối, anh kiểm tra vợ mình như một nhân viên bảo an. Ruki vào nhà mà bất ngờ không biết đây là cái quái gì. Thì anh mang bánh vào chúc mừng sinh nhật cô nhưng mà bộ mặt của anh thì rất đáng sợ. Hai người ngồi xuống và uống rượu thì anh tặng quà cho cô. Đó là bộ phim mà anh mua sáng nay. Cô rất vui nhưng mà cô nói mình đã có phần này rồi. Nghe vậy, anh nói sao không ăn ớt mà cay thế thì bị cô ném ra ngoài luôn. Con mùn leo này tên là Jin. Khi Tatsu vắng nhà thì nó đi giao du gây hấn với những động vật khác. Và rồi nó gặp con chó đen mặt sẹo giống thằng chủ mình. Thấy nó đang bị vướng dây nên muốn giúp nó nhưng cái tên Elizabeth tẩm quá đi. Nghe tin bà chủ nhà đến đòi tiền, Tatsu lôi dụng cụ ra dọn nhà nhưng anh cần một tên đệ giúp đỡ. Anh dùng thằng đệ máy hút bụi tự động. Sau khi kiểm tra thành quả, anh giao địa bàn cho thằng đệ. Nhưng thằng đệ ngốc này không tấn công cái gấp chết được, lại phải đến thân mình. Anh tấn công bọn chúng bằng một cái que được bọc vải. Dù sao thì thằng đệ này cũng chỉ là tên nghiệp dư do vợ mang về. Anh mới là ông nội trợ chuyên nghiệp, dù là máu, dấu chân hay vân tay mọi dấu vết đều sẽ xóa sạch. Con mèo lờ khởi động trò Domino làm vỡ chai rượu vang. Lúc đó bà chủ nhà đến thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người anh đầy máu ngã ra đất, nói mình đã làm hỏng chuyện, có một thằng nhóc vinh váo mới nhập băng làm hại cậu. Một hôm, nhà bên cạnh muốn nhờ tắt su trông hộ đứa con mình mà thằng nhóc nghĩ anh là kẻ đáng sợ, khi anh hỏi thằng nhóc muốn chơi gì không hai người chơi cùng nhau rất nhiều trò. Nhưng thằng nhóc xin rút lui vì toàn thua thế nên anh đưa nó figure cô gái cảnh sát. Thằng nhóc ngu này phấn khích mà làm bẫy. Cái quan trọng đây là mô hình này của Miku. Thế nên anh chỉ thằng nhóc thế nào để giải quyết việc này. Bước 1. Xóa sạch vân tay rồi cho vào hộp. Bước 2. Đào hố. Đặt hộp và lấp hố lại. Bước 3. Quỳ xuống và xin tha thứ. Thằng Umasa muốn hỏi Google Sama cách solo với bọn đông người nhưng mà mạng hắn không có. Sắp được solo với bọn nó. Tatsu cầm mấy thanh gỗ đi đến. Thằng Masu như với được vàng. Nhưng anh tát cho một phát. Tự gây nghiệt thì tự giải quyết đi nhóc. Bọn kia cũng biết run bất tử nên cũng biết ý rút lui. Nhưng thằng ngu Masa kích điều bọn kia làm một thằng cầm thanh gỗ vút một phát bay máu của Tatsu. Nhưng anh lại lải nhải về khúc gỗ làm hắn tức giận. Hắn cầm dao đâm vào anh nhưng bị quyền sách chặn được. Thấy thế bọn kia sợ hãi chuồn đi. Masa thì nhìn thấy cảnh ngầu lòi của Tatsu nên đã đi theo anh về nhà. Muốn nhờ anh dạy cách làm nghề cảm thấy mình hơi sệ nên Tatsu lắc vòng trong nhà. Nhưng làm Miku thấy khó chịu, cô tờ quảng cáo bắt anh đi ngoài mà tập. Vậy là phải đến phòng tập thể dục nhưng mà của phụ nữ. Ở đây, làm gì có ai bảo anh là run bất tử ngoài cái nụ cười kia trừ. dáng điệu uốn éo, cơ thể lạ lướt, các dáng làm anh nhớ ngày cũ. dáng này giống sau khi bị ông chủ đánh. Tiếp theo là dáng ta chuẩn bị chặt ngón út. Rồi đây là tư thế đưa chìa khóa cho thằng đệ mang xe phi tang. Cuối cùng là tư thế sau khi ăn đạn vào đầu. Sau khi tập, làm anh quên mất mình là đàn ông mà vào phòng thay đồ của phụ nữ. Anh diễn tư thế yoga để xin lỗi. Hôm nay, Tatsu cùng Miku vào trung tâm thương mại mua sắm. Anh muốn mua thứ bột màu trắng mà theo Miku là bột mì. Cô đòi mua coca, đĩa phim, mô hình. Kính VR, anh đều không đồng ý bất cứ thứ gì cả thế là hai người to tiếng. Làm người xung quanh bàn tán nên cô kéo anh chạy đi. Cô cho anh thay đủ bộ đồ nhưng có mỗi khuôn mặt của anh là đáng sợ. Chiều lòng vợ muốn mình phải dễ thương, anh lấy cái tạp dề màu hồng có hình nhân vật vợ thích, rồi hai người hóa thân thành hai người điên chính hiệu luôn. Một lần con mèo lờ rin đi ẻ bậy thì bị con mèo đen bắt được. Con mèo đen làm đủ cách để cấm con mèo lờ rin ẻ nhưng nó vẫn cố cho ra. Thấy nó bảo sắp ra nên con mèo đen ngoạm nó vác về khu ẻ của mình. Nhưng đến nơi thì con mùn lèo rin bảo nó chui vào rồi, đê mờ cuộc đời. Vài tháng trước, một tên đầu vàng trẻ ra tù và hắn chỉ có một mình vì không có ai đón hắn. Trong lúc Tatsu hướng dẫn masa tranh đồ trong siêu thị thì gặp thằng đầu vàng kia đang bán kem chuối. Thằng đó là Torajiro, đối thủ sống còn của Tatsu biệt danh mèo nắm đấm thép. Hắn ta chào hỏi Tatsu bằng một phát dao sượt qua má. Thế là trận đấu giữa Yakuza huyền thoại sắp bắt đầu. Con mèo thép khéo léo làm vỏ bánh, những nhát chém hoa quả thật mượt mà. Còn con Jun bất tử sử dụng những nguyên liệu vừa mua sắp xếp rất đẹp. Và thế là mỗi người một món đã hoàn thành, bánh kép hoa quả và thạch hạnh nhân với mứt trái cây. Hai người chụp ảnh đăng lên Instagram và sau 2 tiếng, kết quả của hai người hòa nhau với mỗi bên không có ai like cả. Miku cùng Tasu đi mua xe, nhưng với tính cách của một ông nội trợ chi và tính toán thì khó để hành lý ra vào, chẳng thể sẽ gấp ở bãi đỗ xe siêu thị, hao xăng lắm. Đến lúc Tasu ưng con xe bán tải thì Miku lại không đồng ý. May là được nhân viên đề xuất một cái xe phù hợp hai người. Tasu kiểm tra cốp xe, gầm xe rồi còn kính nữa chứ, rồi mới dám đi thử, nhưng tinh thần phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhìn đều chứng tỏ là sát thủ cầm súng, cười đều thằng này thích chơi dao, còn đầy xe hàng là có chơi pháo, Tatsu mệt mỏi ra khỏi xe bảo Miku thôi đừng mua xe nữa. Thằng Masa hôm nay mời Tatsu đến chơi nhà, đập vào mắt là một đống quần áo màu và trắng lẫn lộn, thế là anh phải lên lớp cho tên Masa này, phải giặt riêng quần áo màu với trắng ra, mà còn để áo trắng dính ố cứt thế này, dính ố là phải giặt ngay, anh giới thiệu cho hắn bí quyết ra truyền bột màu trắng, nó sẽ đánh tan mấy vết ố cứng cổ này, thấy thế Masa mang thêm kẻ thù nhờ Tatsu diệt hộ. Xong xuôi là mắc áo lên phơi nhưng có cơn gió thù hận nào đó đánh tan công sức nãy giờ của anh. Tatsu tha giác về nhà nên bị Miku bắt ra chợ trời bán nếu không cô vứt nó đi. Thế nên anh mở quầy hàng nhưng việc này không dễ như anh nghĩ. Mỗi một món là quá khứ hào hùng của anh. Lúc này có một đám côn đồ muốn thu tiền bảo kê thì anh đứng ra bảo ra chỗ khác nói chuyện. Tên đại ca chân run nhưng vẫn phải cố nửa thân trên bình tĩnh đồng ý. Đến nơi, anh nói mình biết quy tắc của giang hồ. Anh tặng vài món quà quê. Đầu tiên đồ gọt móng tay hình con mèo. Nghe thế tên đại ca chân càng thêm run. Tiếp theo anh đưa máy xay thịt hình cá mập. Cuối cùng là con vịt. Tên đại ca mừng rỡ. Cái này nhẹ. Nhưng nghe mình sẽ như con vịt nổi trên mặt nước làm hắn tự động bắn ra sau. Mặc dù mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn phải nói xin tha thứ. Tatsu đang trồng cây lấy thực phẩm nhưng hai tên cớm đang nhòm ngó anh với niềm tin vào tình báo anh đang trồng cần xa. Anh lấy một ít rau bỏ vào túi và muốn đưa cho Masa. Nhưng mấy tên cớm lại nghĩ anh là muốn mang đi bán anh đưa cho masa một gói màu trắng hai tên cớm thấy vậy nhưng vẫn muốn có bằng chứng xác thực thế là bọn hắn theo anh và masa đến một cửa hàng đã thông báo đóng cửa tên cớm trẻ nóng vội muốn lập công đá cửa và muốn bắt quả tang nhưng mà lại là bữa mừng sinh nhật bà chủ tịch tên cớm trẻ khẳng định rằng bằng chứng trong tay masa nhưng đó là cây húng quế tên cớm già thì tỏ ra lão luyện nói hàng thật ở trong vali mà anh mang theo đó lại là bình hoa ẩm để tặng bà chủ tịch triệt mất rồi đen vờ tên đại ca sau lần chân run gặp tasu lần trước giờ hắn tập cối và uống thuốc, hắn muốn trả thù. Năm người hầm hố đi trên đường bất ngờ thấy Tatsu. Tên đại ca lần này không run chân nữa mà tạo dáng như sau khi trúng đạn. Sau khi hoàn thành việc nội trợ, Tatsu đánh bóng với mấy bà cùng nghề. Họ nói có một nhóm khác đến đặt sân và muốn giao lưu bóng chuyển với đội. Vừa nói xong, thì có một đám đầu gấu bước vào, họ giới thiệu mình là đội gấu. Hai bên đáp trả nhau gay gắt, nhưng đội gấu mạnh mẽ hơn nên thắng được. Đứng lên nào anh bạn rồi cùng chụp ảnh giao lưu nhé. Miku đang thèm ăn thịt chiên, thì thấy Tatsu đang muốn hỏi nguồn hàng ông chủ thịt lợn than mà ông không cho, sau đó hai người anh một câu ông một câu về cách chế biến món thịt cốt lết trên giòn. Hôm nay, Miku nói mình được về sớm nhưng anh lại có một trận đấu lớn, đầu tiên là cửa hàng kim loại, rồi đến cửa hàng giặt khô, thế là anh hoàn thành bộ sưu tập tem, cái này dùng để chơi sổ số, anh muốn trúng chiếc máy hút bụi, nhưng mà thứ anh trúng được là thú nhồi bông khổng lồ thì Miku rất thích thú. Ông chủ muốn chia buồn cùng anh nói thứ anh cần là nụ cười của vợ. Bố mẹ Miku nói hôm nay sẽ sang thăm nhà hai vợ chồng. Cô muốn từ chối nhưng Tatsu nói cứ để cho mình. Anh mời bố mẹ bằng trà và bánh tự làm khiến mẹ rất hài lòng. Mọi thứ đang rất vui vẻ. Bố Miku cũng muốn nói chuyện nhưng không biết nói gì. Ông nhìn thấy con chó nên hỏi anh có thích chó không. Nhưng nhà chỉ có mèo nên anh nghĩ đến mấy tên cớm. Anh làm gì có kỷ niệm vui với mất tên đi chứ. Bố Miku chuyển về chủ đề hát nhưng éo có hiệu quả gì. Vậy nên, cho đi chơi bóng cười nhé. Đứa nào cười thì thua hai người ra sân chơi bóng. Bố ném anh bắt mà không ai chịu cười. Thấy bố ném hoài không thắng nên anh chuyển sang ném để bố bắt. Anh ném khiến ông đập vào cây nhưng vẫn nở nụ cười mỹ mãn. Miku về nhà thấy cảnh tượng kinh hoàng, đồ dùng lộn xộn. Tatsu thì đang cầm súng xịt thuốc chuẩn bị diệt một tên kẻ thù không tầm thường, biệt danh là viên đạn đen, hay được mọi người gọi là con rán bất tử. Anh không thể để nó dám xâm phạm địa bàn của mình. Nhưng lúc quyết định thì súng lại hết đạn, con bay đi lên ngược anh. Anh muốn cô hãy đập chết con rán giúp anh thoát khỏi nỗi khổ này. Cô sợ mình làm vậy sẽ bị ám ảnh bởi hình con rán bé bét trên ngực Tatsu. Nhưng cô vẫn đánh và đánh trượt. Ôi vờ lờ ạ. Anh đành dùng phương án cuối, đốt tinh dầu thơm để đuổi nó đi. Tatsu cùng tên Masa đi vào siêu thị mua đồ. Hai người giữ tận ngó trước ngó sau cứ như làm chuyện mờ ám. Nhưng khi anh ra từ phòng thay đồ thì đó là bộ ông già Noel nội trợ. Một bên khác, cô giáo và mấy đứa trẻ đang chờ ông già Noel thì anh đẩy cửa vào. Anh giới thiệu mình mang quà cho trẻ em khắp Nhật Bản tên là ông già Noel bất tử, sau đó phát quà cho những đứa trẻ. Mặc dù sợ nhưng có quà làm bọn trẻ quên mất trời đất, trở lại vẻ hồ nhiên. Sau khi hoàn thành việc, ông già Noel bất tử đạp chiến mã của mình đi về. Bố Miku vẫn ấm ức trước trận thua bóng cười lần trước. Ông tập cách gạ Tatsu chơi bóng và thấy mình thật hoàn hảo. Tatsu đang cần khá nhiều tiền nên anh nhận làm một công việc bán thời gian. Có hai thằng mặt ngông vào quán thì được một thằng mặt ngông hơn phục vụ. Thằng đại ca nghĩ bảo kê giờ còn đi làm thêm phục vụ à. Tiếp đó còn mắng thằng đệ cả ngày chỉ biết ăn mà vô dụng. Anh mang hết đồ ăn đã chọn xong thì hai thằng ngồi ăn mà xung quanh đầy màu hồng. Ăn xong, hai đứa đứng lên đi về. Hoàn thành hôm nay, anh được nhận tiền công. Giờ anh có thể mua quà cho vợ rồi. Miku mệt mỏi về nhà. Tatsu chuẩn bị cho cô một bàn ăn bồi bổ sức khỏe. Ăn xong no nê, anh đưa cô mấy gói bột trắng. Pha với mật ong và nước thì sẽ giải tỏa hết mệt mỏi. Sau đó là hàng loạt biện pháp xua tan căng thẳng. Hoàn thành xong liệu pháp điều trị của Tatsu, Miku hét lên sung sướng. Một hôm đang lựa chọn rau cải bị bỏ quên trong kho lạnh thì Tatsu gặp chị đại băng Tori. Bà được mọi người coi trọng vì sắc đẹp và các kỹ thuật ái trà trà của bà. Nhưng giờ phải đi làm nhân viên ở siêu thị. Chồng cô đã mất, giờ mấy đứa em chỉ còn mong chờ ở bà. Bà ta kêu anh đừng xía vào chuyện của nhau Tatsu muốn nhắc nhở hộp cà chua sai chỗ. Khi anh muốn nói chuyện hóa đơn quét hai lần thì đàn em bà phải quỳ xuống xin lỗi. Tên Masa đến nhà Tatsu mà chỉ có Miku ở nhà hôm nay cậu là muốn làm sinh nhật cho Tatsu. Anh ra ngoài mua đồ với họp tổ dân phố rồi nên Miku cũng muốn làm bất ngờ cho anh. Xem bà vợ bổ dưa này, thế này chậm quá, bổ thế này cho nhanh. Rồi làm bánh, tối đến, anh về mà nhìn thấy địa bàn của mình không khác gì bãi chiến trường. Miku nói mình đã thua cuộc mất rồi thì được anh lao vào trả thù. Thế là sinh nhật mình thì anh làm hết, cũng tự hát mừng sinh nhật mình luôn. Sau khi ăn bánh kem xong thì hai người tặng quà cho Tatsu. Tatsu hôm nay có hẹn gặp đại ca bang cũ. Anh xin lỗi chuyện rắc rối sau khi mình rời bang. Sau khi lấy đống lông chó trên người ông, Tatsu nói với đại ca là mình giờ làm ông nội trợ rất ý nghĩ và còn mang hàng nóng cho ông, nhưng thực sự đó là cái áo cho chó. Thấy con chó của mình dễ thương quá, ông nhờ anh chụp vài bức. Có hai bà nội trợ đang dắt chó đi dạo thì gặp anh với ông ấy. Ông nhìn thấy hai con chó thì như đứa trẻ gặp đồ chơi mới vậy, nhưng họ lại chê chó của ông là gầy. Thế là Tatsu nhảy là bảo mình có cách giải quyết. Hai bà nội trợ kia thì có nguyên liệu và bếp luôn. Thế là có món thức ăn cho chó luôn. Mục đích của ông là muốn chiêu mộ cậu về băng nhưng thấy cậu thuộc về nơi này hơn. Bà Tori gặp con mồn lèo zin ở siêu thị. Bà ấy núp núp ló ló chơi đùa với con mèo lờ. Thì lại bị Tatsu bắt gặp. Bà như con mèo bị dẫm đuôi cáo anh. Cuối cùng phần này xin phép kết thúc tại đây. Mọi người yêu quý để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.